Chào bạn, bạn mời bạn ăn cái cho bạn. Cá này kêu bằng cái gì ta? Cá chép da, cá chép giòn. Bắp bự lên. Ngàn gửi đi cho nó sôi ụt lên cái đi. Mình uống nước trước đi, uống nước đi Minh. Đây, em không không không, cái đó đừng múc vậy, để nhúng thôi. Đây em bỏ cho đại ca miếng uống rồi đại ca, đưa chén qua đại ca. Cái đó là chín rồi, đừng có dặm dặm vậy, nó dập cái hết á. Nè mày muốn ăn gì ta dập nè, cái này là mày nhúng vô vậy nè. Chào các bạn, mấy anh em mình bữa nay là đớp được con cá chép giòn các bạn. Mình sẽ nhúng dẫm này các bạn. Đó. Cái chép giòn này là ít lắm các bạn, ngoài chợ ít lắm, lâu lâu mới có là nghe các bạn. Đó, đầu bây giờ mình sẽ lóc xương nó nha các bạn. Đây, chào các bạn nha các bạn. Hôm nay mình được con cá. Thằng cá lóc nó đi bắt được con cá chép giòn nha các bạn. Nó lặn dưới sông Sài Gòn á, nó bắt nè các bạn. Về mình nhúng giấm nha các bạn. Xong rồi nó đi nghe, nó chạy xe qua bên chỗ ấy đó, bên chỗ đảo Kim Cương đó các bạn. Gặp cá chết trọn xuống nó bắt về, xong nó về luôn. Mình làm cho nó ăn các bạn. Cho nên mình về mình nhúng giấm nha các bạn. Có nước dừa này các bạn. Đây nha các bạn. Bắt đầu mình sẽ phê lê con cá này nha các bạn. Nội mà cái đầu này không với cái mang là cái lóc nó no rồi. Sẽ tháo khớp đầu này ra luôn nha các bạn. Cái mày nhận nhỏ lại các bạn. Nhận lớn quá sao được đây. Nhỏ luôn. Đấy cái còi. Quá xa. Cái
xương nữa này. Này các bạn phải biết lóc thịt mới được nha các bạn. Mình cứ giặt xương em luôn các bạn, rồi mình sẽ rút xương thôi. Bạn đợi mình chút xíu nha. Đây nha các bạn, mình sẽ rút xương con cá cho các bạn coi nha các bạn. Đây, các bạn kiếm cái kìm ha các bạn. Nào, phải có cái kìm được đây. Bạn xương thấy bự không? Đầu xương mình rút cái xương nhỏ này, xương bự trước. Lấy cái xương nhỏ sao các bạn? Đó. Rồi, để mình rút xong mình quay cho các bạn. Chào bạn các bạn. Chào bạn các bạn. Mời các bạn ăn cái các bạn. Cá này kêu bằng cái gì ta? Cá chép da, cá chép giòn. Bắp bự lên. Ngàn gửi đi cho nó sôi ụt lên cái đi. Mình uống nước trước đi, uống nước đi Minh. Đây, không cái nó đừng múc vậy, để nhúng thôi. Đây em bỏ cho đại ca miếng uống rồi đại ca. Đưa chén qua đại ca. Cái đó là chín rồi, đừng có dặm dặm vậy, nó dập ra hết á. Nè mày muốn ăn gì ta dập nè, cái này là mày nhúng vô vậy nè. Mày múc vô vậy nó gã hết trơn à. Khui đi. Cho nó sôi mạnh đi. Tao cũng khui luôn nè. Cái sao mạnh đi. Cái kia là chín rồi đó. Cái này là mày cứ để vô đi, để ấy thôi. Còn không thì nó dập hết à. Cái đó trứng á. Mày nè nó. Mày nè các bạn thấy không? Có gâu luôn nè các bạn thấy không? Đó. Để các bạn có tấm hồi mới ăn các bạn ơi, cho ăn coi thôi. Rồi mấy bạn nghĩ. Nó thấy không nè, cứ mang nè thấy không? Đó, mấy bạn coi cái nữa đi. Thì đưa cái giá cho Minh Trang kìa. Minh Trang trước đi, Minh gọi dịp để cá cho. Cho mấy bạn ghiền thôi. Nè, cá nè. Cá mấy miếng này là mấy cái miếng thịt nè, để vô cho Minh nè. Còn mấy cái miếng này là mấy cái miếng... mấy mày là lấy mấy miếng mỏng mỏng này nè, là nó cũng có xương xương. Đó, cái ông chín này nè. Từ từ Minh tôi. Dạ, này nó ngán hả?
Ai dạ, cả người ta. Mình cá đâu, mình cá đâu rồi? Đây. Nè thấy không, nó chín rồi nè, thấy chưa? Nè thử mình. Nè mình thử mình. Thử đi, thử đi. Trời ơi, ngắt cái miếng cá nè mấy mày. Nè. Cái ngắt à, cái chấm dọn cũng ngắt à. Mang này chín rồi phải không ta? Trời ơi, nấu chín rồi cô. Đây các bạn, cái mang là nhà mình là không có ai ăn, nhà mình không biết ăn mang. Đó. Cái này là mình từ từ ăn cũng được đó. Cắn mạnh chứ. Dài lắm, dài. Ừ, cắn mạnh đó. Ừ, hết luôn đi. Nó ở. Để vô đây mình này. Ừ, chị nói gì để vô đi. Còn mấy cá này cũng ngon nữa. Dạ. Cá này ăn sọt 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 cũng ngon, mấy cá giòn. Mấy cá giòn ngon. Mình cá giòn, mình cá lóc loãng này mày ăn chấm xì. Đúng không? Đâu, bỏ cái ấy thì thôi, bỏ cái mang thôi, lấy cái bợ đó làm ngon đó chứ. Còn cái mang cá mà cá hú với cá ấy rồi, mình nó béo lắm. Dạ. Phải chấm nước mắm rồi nó mới ngon. Chấm gì? Ngon hả? Để đại thì bà cũng để đại đi ngon nha. Ngon thôi. Nè Minh, nguyên miếng đi coi. Không có cái cá này nó không chịu, nó không có gã ra nè. Nó được con cá là nó không gã ha. Gặp gặp cái kia là nó gã luôn rồi đó. Mang không ngon chứ phải thua. Lỗ này lỗ kia chứ. Quá đã các bạn ha. Chua đen mới ăn cả bả luôn. Chua đen mới ăn. Cái lại, hồi nó lại gì. Quá đã các bạn ơi. Ăn đi mấy. Mmm.
Tuyệt vời chứ. Cá này đúng rồi. Trong lỗ hồi nãy là biến nước gì không? Mắc tiền rồi. Thiếu ớt bỏ vô bởi gì? Bỏ vô đi. Tiếng hồng tổ mình ớt kia, ớt xanh vô cái lóc cho nó thơm. Ớt xanh luôn. Mời các bạn nghe các bạn. Wow, cá này nó giòn, nó ngon thiệt các bạn ơi. Nó giòn 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 nha. Mình nhai vô nó rất là dai 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 nha các bạn. Mời các bạn nha các bạn. Trời ơi này nó ngon thật bạn ơi. Bằng dài ngon hết biết rồi. Chơi.
Bún lên bánh đà mày đâu nhóc nha, cái đó mày phải để cho nó sôi chút mới được. Cái này chín sẵn rồi, chín sẵn đi mà nó không có miệng rồi. Thank you.
ra mới thấy nhiều ra ít quá sao đủ ăn. Bà nội ơi, bà nội. Tôi muốn ăn là nó có cái cách gì nhiều lắm nhiều. Hành sẽ ăn dở thơm thôi chứ hành là mà bỏ trụng vô mà chua ăn chút quá. Nhưng thân vô hồi chúng tập thể dục. Tập thể dục không đủ làm mít. Cái gì ăn thông thật bộ bộ trọng dưới không hợp. Trời đất mà trồng rau là không bán cũng tiền không nữa. Khoan cây nước. Cái gì? Cái món này nó không có cắn miếng nó
mày nấu một gì nè, ăn cái méo nè, còn nó trắng miếng cháu nhảy luôn. Thôi mình thấy ruột đi là tao mới trắng cái nè, mình thấy trứng nó ngon quá ngon luôn. Cá rồi các bạn.